Buổi trước, cái video trước thì đã hướng dẫn chúng ta cái cách cân bằng của cái kiểu số 1, đó là một kim loại mà sản sinh ra một sản phẩm khử. Các bạn đã làm thì cực kỳ dễ đúng không? Có nhiều bạn chia sẻ với thầy là thầy em không ngờ là cân bằng phương trình hỗ số khử nó dễ đến thế. Thì thực sự nó là dễ mà, được chưa? Tất cả những cái gì thầy luôn muốn làm cho chúng ta đó là làm chúng ta cảm giác cái môn hóa học nó dễ dàng hơn, dễ thở hơn, chứ nó không hoàn toàn khó như các em nghĩ đâu. Được chưa? Các em cứ theo dõi thầy và học theo những gì thầy chỉ bảo, quan sát những cái tài liệu thầy chia sẻ trên Facebook, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi việc học hóa học nó cực kỳ dễ thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào cái chỗ kiểu số 2 là một kim loại sinh ra hỗn hợp khí. Và cái đặc điểm để nhận ra cái kiểu số 2 này đó chính là cái tỷ lệ, để bài sẽ cho chúng ta cái tỷ lệ về số mol của hỗn hợp khí. Ví dụ như cái phương trình này, nhôm sử dụng HNO3 tạo thành AlNO3 3 lần cộng với NO cộng NO2 cộng HAO. Để bài cho ta biết được tỷ lệ của NO chia NO2 bằng 1:2. Đấy là cái dấu hiệu để nhận bài biết ra cái dạng này. Vậy dạng này với chúng ta giải kiểu gì? Thầy không viết cái quá trình như ngày trước em vẫn viết đâu nhá. Bỏ luôn, thầy không viết cái quá trình này đâu. Thế thì làm như sau này. Ở đây thầy sẽ ứng dụng phương pháp giả vờ yêu. Đấy, nhiều bạn cũng giả vờ yêu á. Giả vờ yêu là phương pháp của Ngô Kiến Huy đúng không? Đây là cái bài hát của ca sĩ Ngô Kiến Huy trong ca nhạc. Nhưng ở đây thì ứng dụng nó vào đây thì đặt cho cái phương pháp này. Có nghĩa là thầy giả vờ chữ. Chung quy tôi vẫn là giả vờ. Vậy ở đây sẽ là giả vờ hiệu hệ số. Giả vờ hệ số. Ở đây tôi có NO là 1. Vậy thì thầy giả vờ hệ số NO là 1. NO2 là 2. Thầy giả vờ hệ số NO2 là 2. Được chưa? Bây giờ thầy đi xác định. Làm như bình thường. Nhôm từ nhôm 0 lên nhôm dương 3. 3E. Nitơ từ nitơ dương 5 về nitơ dương 2. Đấy có đúng là mục tiêu chúng ta phải xác định số xóa thật chuẩn. Vậy ta vẫn như bình thường thôi. 5-2. 5-2 bằng 3. Như bạn ghi 3 luôn. Sai nhá. Đây thì có số 1 này. Vậy thì phải lấy 1 nhân với 5-2. Tiếp tục tương tự thì cộng với này. 2 nhân này. Đây là dương 4. Vậy là 5-4. Hoàn toàn đây là video thầy hướng dẫn chúng ta làm kỹ nên chúng ta làm chậm như vậy. Sau này các em nhẩm ngay được gì? 5-2 nhân 1 bằng mấy? 5-4 nhân 2 bằng mấy? Ở đây là thầy chỉ hướng dẫn thật kỹ thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ hiểu được. Chứ 1 nhân 3 là bằng 3, 3 cộng 2 nhân 1 vậy là bằng 5. Ok chưa? Giờ thầy vứt chéo này, như bình thường vứt chéo, 5 vứt lên đây. 3 nhân 1 bằng 3, thì thầy viết chùm số 3 lên bên trên nhá. 3 nhân 2 là 6. Các em đã thấy ích lợi của việc thầy giả vờ chưa? Vậy ở đây thầy vẫn thỏa mãn được rằng là NO trên NO2 bằng 3 chia 6 vẫn bằng 1:2. Nhưng mà ta làm tốc độ nhanh hơn rất nhiều. 5 nhôm bảo toàn kim loại trước này, phi kim sau này. 3 cộng 6 là 9. 9 cộng với lại 15 bằng bao nhiêu nhỉ? 24 hydro. Anh này không có hydro, anh này không có hydro, anh này không có hydro. Chia cho 2 bằng 12. Được chưa? Vậy chúng ta đã cân bằng hoàn toàn xong. Bây giờ cách thử lại thế nào? Khi làm thì ta thử lại mình đúng thì chúng ta phải có một cách thử lại. Với cách thử lại ở đây của thầy là kiểm tra hệ số oxy. Nhưng thầy không phải là kiểm tra, thì lấy máy tính ra thì bấm rất lâu. Thầy so sánh hệ số cái số cuối. Đã như 24 nhân 3 thì thầy phải bấm gì như không? 4 x 3 12 đuôi bằng 2. Tương tự này, 5 nhân 3 nhân 3 có nghĩa là 5 x 9 bằng 45 đuôi 5. 3 x 1 bằng 3 đuôi 3. 6 x 2 12 đuôi 2. 12 x 1 hay nói cách là 2 x 1 bằng 2. Rồi hệ số này, 5 này cộng 3 cộng 2 là 10, 10 là đuôi 0, 0 cộng 2 là đuôi 2. Hai đuôi bằng nhau. Vậy suy ra hệ số oxy ở hai vế là bằng nhau. Suy ra thầy là cân bằng chính xác. Được chưa? Rồi sau khi nghe thầy giảng xong, bây giờ các em có thể dừng video lại cho các em viết lại phương trình này. Bây giờ mới đến lúc các em cân bằng nhá. Được chưa? Sau đó chúng ta sang cái ví dụ số 2, phương trình số 7.